tạo group Telegram và thêm bot row vào group để quản lý group Telegram. Các bạn để ý đến cái biểu tượng hình vuông và cây bút phía bên trên góc tay phải màn hình, chọn vào. Để tạo group, chọn vào cái thứ nhất là lưu group. Ở bước này, các bạn có thể chọn thêm người vào cái group. Rồi, chọn vào like. Phần này, các bạn hãy đặt tên cho group của các bạn. Ví dụ, tôi đặt luôn là Dương Ký. Chọn vào xong. Ok, đã tạo xong group. Bây giờ tôi sẽ thay đổi cái logo, chọn vào cái biểu tượng phía bên trên góc tay phải màn hình. Chọn vào Edit. Chọn vào cái biểu tượng. Chọn tiếp. Ô thứ nhất, các bạn có thể thay đổi tên của group. Ô thứ hai, các bạn hãy miêu tả về cái group tùy theo ý của các bạn. Đó là cái group hoạt động về cái lĩnh vực gì chẳng hạn. Còn ở đây, ví dụ tôi sẽ đặt rồi, chọn vào Done để xong. Bây giờ tôi sẽ back lại. Các bạn có thể add thêm member mỗi một cái tài khoản Telegram. Các bạn có thể add dưới 50 member trong một ngày. Ngoài ra, các bạn có thể sử dụng các tool để add member, nó mất phí. Rồi bây giờ tôi sẽ thêm cái chị bot row vào. Tôi sẽ chọn vào add member. Ô tìm kiếm tôi sẽ chọn là row. Rồi, nó sẽ ra cái chị robot hoa hồng mid row gạch bot đây này. Các bạn chọn luôn đúng cái biểu tượng của chị mid row. Chọn yes. Ok, đã thêm chị bot row. Bây giờ tôi sẽ vào để cấp quyền admin cho chị bot row. Chọn vào cái biểu tượng logo của group. Chọn vào Edit phía bên trên góc phải màn hình. Chọn vào Administrator. Chọn vào Add Admin. Chọn đến chị Row. Phần cuối cùng, các bạn có thể thêm cái biệt danh cho chị Row. Ở đây mặc định là admin. Ví dụ tôi sẽ đặt là Lễ Tân chẳng hạn. Lễ Tân. Bởi vì chị Râu này cứ có người join vào group, chị ấy sẽ gửi một lời chào. Hoặc có ai đó thoát ra group, chị ấy cũng gửi một lời tạm biệt. Rồi, những cái phần trên này tôi sẽ để nguyên. Chọn vào Đăng. Bây giờ tôi sẽ back lại.